Ờ em xem mất đi. Không cần biết bao nhiêu quả. Bán đã vậy à? Cái gì rồi? Bán 10.000 quả chứ. Họ bán nào mới được 10.000. Bất công ship. Cái 10 đỏ kia nó rẻ. Shipper lên mạng. À, còn em này ship khẹt thế là đây này. Bà bớt quả già già, đừng bớt quả non nhá. Khế hai mẹ con bác đi mệt lắm. À, cháu đi về đây, đi con đi, về nhá. Ừ. Có bi mà đổ con năn nóc rồi. Con bye bye bác, con bye bà chưa? Về nhá. Ừ. À, cháu đi về đây. Đi này con.
Cái túi ạ. Ơi, của bà đấy. Đấy, của bà đi. Ơi, đi cho nó đẹp đít rồi đấy. Nương. Đi ra kìa. Để xin bà bỏ nhé. Tao phải nói nó nhé. Rồi. Tình được lâu lắm rồi. Nhớ lại cái thấy gì vai gì em dùng lên á. Tay lâm nghe à. Ừ. Tôi là gì mà sao tôi phải biết. Đi về đây. Anh ơi. Chào bạn anh à. Vâng, hôm nay anh gặp tôi ở nhà chơi. Vâng. Anh em đi đâu làm mày à? Thôi em đang muốn đi dạo. Đấy, con ở nhà chứ. Hôm nay là em đến nhà anh chơi. Này, anh làm cũng được về. Em vào nhà chứ. Vâng. Mà trong này đứt. Bà bác chưa? Ở chơi nhá, không có người chơi bóng với bà nhá. Em vừa là các quả nhìn nó tươi quá. Em mua. Rồi, em chỉ ra, để đây quả anh của con em luôn. Hai mẹ con đi đâu về đấy? Con em vừa đi xuống đây tí à. Thế nay mua hộp bả cho bác nữa à? Dạ, thế hả? Bác bả bác quá rồi em ghé tả bả mua luôn rồi. Thế ngồi đây nha, bác còn tóc bả hay còn ăn nữa? Không thể qua đây. Thôi để anh còn với hai mẹ con ăn được, xem chị vừa đi chơi nào. Dạ. Nha, để bác một xíu nha. Thấy chưa rồi? Để lại đây tao con nhé. Ô, sao? Thằng Long. Sao thế con? Thằng đầu à? Không được có miếng nhá. Không sao hết. Để phá quạt thêm một bàn ăn nhá. Anh em quạt chứ. Em quạt anh đi tới quạt. Anh đã thấy được rồi. Quạt nhà con ba. Đấy, nhá. Con đi chơi đến đâu. Này. Rồi. Có bình thường là anh chơi lắm. Đến cáo trời sẽ mưa. Hôm nay cũng mưa. Mày bác chưa? Mày bác chưa? Xin nhá. Các bạn đi. Vâng, em mời đi mời. Anh em nghe được. Nghe em chuyển vào hôm nay. Chị kiến tóc nóng bảo. Lêu bốn ngoài. Ngọc ngay. Ngoài. Lêu bốn ngoài. Có thì từ mình nào. Giờ nếu được. Ừ. Là gì? Ngọc thế em. Hãy
Thế nào? Anh có chuyện muốn nói với em là đến tối nay em có rảnh không? Em qua quán ở nửa kia thì anh chuyện nói với em. Ừ, có chuyện gì về anh? Ừ, sao anh bảo em xuống cái quán đặng dưới này à cơ? Nhưng mà có chuyện gì anh nói luôn thì em có thể mất công xuống đấy. Anh có chuyện nói luôn mà. Nói đây không tiện thì anh mời em ra quán nước. Anh nói chuyện được không? Tối nay 7 giờ em ra đấy được không? Ừ, vâng, tối mới đi qua. Tối em nhớ qua nhá, tối 7 giờ anh đợi ở quán nước nhé. Ừ. Không biết là anh tối có việc gì mà anh không nói nhỉ? Mẹ. Tối mình xuống xem anh có chuyện gì. Con, ngồi bẩn đi. Nó sẽ lên. Cái đợi. Mẹ để mẹ bắt Thương Long nhá. Ra đường nhá. Con,
chơi đi, xin mẹ xem nào. Nào con. Đến giờ đến hẹn rồi mà chân đau vậy, không biết là có đi được không. Chắc là giờ anh đang đợi. Mà đợi cho là anh đợi lâu lắm đây. Con đừng bơm chó mà. Chân đau vậy không thể đi được. Lâu đâu ngại đi. Đừng cần kiêu à. Ừ, nghịch quá. Chắc giờ này anh đang đợi ở quán đây. Chân em bị sao vậy? Chân em hôm nay bị ngã. Ôi đưa anh xem nào. Hôm nay anh ngã. Đi xem nào, đi xem nào. Có đau lắm không? Có anh ạ. Ôi, trời ơi, tím hết thế này à? Em đã vệ sinh sạch sẽ chưa? Em đã vệ sinh qua anh ạ. Để anh đi mua ít đồ, anh về anh vệ sinh lại chân đi, xong anh băng bó lại chân nhá. Dạ. Thế có cử động với chân không? Cũng hơi nhưng mà nó đau.
này bị dập chân rồi. Thế ngồi ngồi tạm đây nhá, anh đi mua thuốc một tí thôi rồi anh về luôn nhá. Ở đây nhá, ở tạm đây nhá. Em mày còn đây nhá. Bác đi mua thuốc bác về luôn. Em còn đau không? Anh về đi nhanh nhé. Anh đi nhanh vậy. Anh mua ngay tiệm thuốc gần đây. Anh mua tạm vài thứ thôi để anh vệ sinh chân cho em thôi. Đau quá. Đau lắm à? Đau. Thôi anh tí nhá. Thôi anh ngồi tùm tùm. Thổi cho mẹ. Thổi cho mẹ đi. Thổi đi. Ôi đừng nghịch, đừng nghịch. Đây, bác cho cái lọ, bác cho con cái lọ, đây cái lọ này. Không nghịch nhá. Cho cái lọ nhá. Đi nè, in bác. Mẹ đang chân đau này, mẹ chân đau đấy. Thế mẹ chân đau chưa? Đau quá. Chân mẹ đau chưa? Đau không em? Đau ạ. Đi 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 nha. Đi cho bác ấy chân như mẹ nè. Đó. Đi. Đi xin qua cái vết thương của con. Rồi, đi. Đi đi nào. Đi bác vệ sinh chân cho mẹ nào. Cho bác cho. Rồi, xong bác cho. Cầm lại ăn cơ. Đau không em? Đau lắm à? Đau ạ. Nghịch nhá. Con nghịch nhá. Để cho bác làm vậy nào. Thấy chân mẹ đau không? Chân mẹ đau không? Chân mẹ đau. Đúng chân mẹ đau. Chân mẹ đau đấy. Chân con đau đâu? Đi. Đau quá. Ôi. Con ngã ở đâu mà sao nó nặng thế này? Em trở lên cái đông đá em với quả thanh long cho con kem thôi. Con kem là chân ngã cái. Hay mai anh chở đi bệnh viện khám xem chân có sao không nhá. Thôi mẹ, không cần đâu. Để anh bó lại xem. Vệ sinh sạch sẽ đi là anh. Chắc mấy ngày nó khỏi anh ạ. Bất cẩn quá. Với quả thanh long mà chân ở vị trí đá ấy. Bất cẩn quá thế này. Cẩn thận chứ. Bảo mấy con đừng nghịch nhá. Đấy, cái này trên con đừng đau đấy. Nghịch nhá. Em nắp được chân đi không? Em nắp được chân đi, nắp tạm chân. Nghĩ luôn lại cái đó nhá. Thuốc vào xem mai nó có, nếu mà không hết thì phải đi bệnh viện nhá. Em giữ chân nguyên nhá.
Đau lắm à? Rồi. Em giữ nguyên chân thế nhá. Dạ. Này. Thuốc của bác đâu? Với bác một bác băng ngắt lại cho con. Băng ngắt không được đâu. Từ đó người bảo lắm. Thuốc mà. Thuốc đấy. Thuốc. Đây à, bác cho này. Cho. Cắt vào đây mai, mai xem nó có đỡ không. Mai nó không đỡ thì để anh chở đi viện nhá. Nãy em quấn vào cái rẻ này. Cái rẻ này nó không hợp vệ sinh đâu, không ai nhiễm trùng đó. Vậy em đây chân em cũng chạy được ra chỗ quán để mua thuốc nữa. Trời ơi, thì mất chân rồi. Trời ơi, đừng vui bậy ra đấy. Ừ, chân à? Ừ, chân à? Anh vừa trong phòng anh về, anh đợi mãi không thấy em đâu. À, anh em lúc đấy ngã xong đầu là đau chân quá mà cũng đến giờ thì em đến giờ hẹn rồi thì là chỗ anh. Anh sợ hai mẹ con không mai đi đường có chuyện gì anh phải về. Anh thấy đợi cũng lâu rồi anh không thấy em đến. Không nhà hay nóng hay ra ngoài hè ngồi với em. Anh lấy dìu ra em ra hè ngồi đấy. Để bác cất thuốc nào, bác cất thuốc ở đây nào, bác cất thuốc ở đây. Bác thu đi, mai cho mẹ đau chân. Mẹ đau chân phải tiêm đấy. Con sợ tiêm không? Sợ tiêm không? Thấy tiêm đấy. Tiêm đau lắm, không nghịch nhá. Bác cất thuốc ở đây nhá. Tiêm đau lắm. Mẹ đau chân này, đừng quấy thôi, đừng quấy mẹ nhá. Bác cất thuốc lên đây này, bác dùm. Đi em đi được không? Em đỡ em thôi. Em ra ngoài. Đau đấy. Rồi. Chân này đau lắm. Vâng. Anh chỉ sợ không may nó có bỏ xương á. Này, em bị viên đá trận lên đây à? Vâng, em bị viên đá trận lên. Nó sưng sưng kiểu nó thâm thâm. Thế mai anh chở đi viện nhá. Mai anh chở đi viện. Thôi để em xem ngày xem sao đã. Chứ đi thì người ta cũng chưa ấy đâu. Thế là cứ để một ngày thì nó còn đau nữa thì để vậy anh lo lắm. Không biết là có sao không. Thế em nãy là anh chờ trong quán, anh chờ hai mẹ con mà anh không thấy hai mẹ con đâu. Anh chờ một lúc lâu, sợ hai mẹ con đi đường có chuyện gì. Em thì ở nhà chân đau thì chắc là cứ đi ra đây nè. Ngại ngó rồi, chắc là giờ này anh vẫn đang còn đợi em. Chân em đau thì cũng không đi được, cũng không có cách nào để bảo anh về. Để hôm khác mà đau quá cũng chẳng có cái gì để báo cho anh. Nên là thôi. Anh ở trong quán anh lo lắm, không biết hai mẹ con đi đường có việc gì không. Thế là anh đợi một lúc là anh về luôn, về nhà. Và anh tối anh gặp em là có chuyện gì để nói à? Anh cũng có chuyện muốn nói với em nhưng mà hơi ngại. Anh định hẹn em tối nay anh tạo bất ngờ cho em nhưng mà anh đợi mãi không thấy em đâu. Thế em chờ anh một tí nhá. Em chờ anh một xíu thôi nhá. Dạ. Anh muốn tặng em một món quà, em hòa với
với ít quà. Anh thực sự là quen biết em chưa được, chưa lâu lắm, nhưng mà anh thấy tình cảm của mình nó rất nhiều tình cảm với em. Ở bên em anh làm cảm thấy vui vẻ, anh không thấy cô đơn. Ngày trước giờ anh toàn ở một mình, bố mẹ anh đi làm xa nên là anh thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Anh từ khi gặp được em là anh thấy, anh cảm thấy là mình có cuộc sống nó ấm áp hơn. Anh muốn em làm người yêu anh có được không? Em xin lỗi nhá. Lời nói tỏ tình của anh á, em có thể nhận nhưng mà không phải bây giờ. Tại em đang còn kiểu gợi cái cảm xúc ngày trước em có với một đời rồi đấy. Nên là nó giờ em vẫn chưa buông được cái cảm đấy, cảm giác đấy. Nên là giờ thì em, anh đang làm bạn bè thì tôi thì cứ làm bạn bè đi. Sau mà có cơ hội thì em sẽ đồng ý ngay. Và giờ thì anh, em cũng anh đấy, hứa là anh cho em một cuộc sống tốt hơn. Nếu mà em đồng ý làm người yêu anh hứa cho em một cuộc sống được tốt hơn những người trước. Vâng, em biết là trước giờ anh toàn giúp đỡ em, là em biết lòng tốt của anh rồi, nhưng mà giờ em chưa thể đồng ý với anh được lời tỏ tình này, nên là anh thông cảm cho em ấy nhé. Không biết nói thế nào, nhưng mà anh, tình cảm của anh là chân thật. Vâng. Em, anh mong là em đón nhận cái tình cảm đấy, nhưng mà chắc là anh quá vội vàng nên là em chưa thể đón nhận tình cảm của anh được. Cho anh xin lỗi nhá. Dạ không có gì đâu anh ạ. Em biết tình cảm của anh dành cho mẹ con em đều rất là tốt. Nếu anh tỏ tình bây giờ thì em chưa thể đồng ý. Với lại em còn suy nghĩ về mối quan hệ này, nó đến quá là rất là nhanh. Anh thông cảm cho em với ạ. Anh hiểu.